Rồi xin chào các bác nha. Bây giờ tôi giới thiệu tiếp cho các bác. Đây là con Polo luôn. Đây là con xe demo của Volkswagen Sài Gòn. Bây giờ đang rao bán nha. Con này là đời 2018. Mới chạy có 19.000 km thôi, chạy chưa tới 2 vạn nữa. Bây giờ rao bán cho các bác. Con xe này thì đã nâng cấp lên một số món đồ chơi rồi, nhìn cho nó ngầu hơn, nó cá tính hơn, và đang bán với mức giá là 630 triệu. Các bác nào quan tâm, thích thú thì cứ alo theo cái số trên tiêu đề nhé. Đây là cái xe mà khách hàng lái thử luôn đấy. Con xe này là nhập khẩu từ Ấn Độ nha, đã độ lên một số chi tiết rồi. Các bác thấy ví dụ như là bộ mâm bây giờ đã thành sơn màu đen bóng và có cái viền màu đỏ, nhìn cho nó thể thao hơn. Trước này cũng đã nâng cấp lên cái bộ ốp cản, nhìn cho nó ngầu hơn ha. Đây, những cái hốc này là nâng cấp rồi đấy. Đèn vẫn là halogen nhé. Đèn này có thể cân chỉnh được góc chiếu nha, cân chỉnh bằng cơ. Con này xài động cơ 1.6 lít hút khí tự nhiên thôi, 105 mã lực, 152 Nm. Đây là một con hatchback hạng B, dài gần 4m, 3m9 mấy đấy. Gầm cao 16cm. Gương chiếu hậu con này thì có xi nhan trên gương nha, chỉnh điện nhưng mà phải gập bằng tay. Trang bị trên con này là khá cơ bản thôi. Nếu bác thích một cái con hạng B mà có cảm giác lái tốt, độ trễ chân ga thấp mà không quan tâm nhiều đến option thì có thể quan tâm đến con Polo này. Đây là một con xe chạy rất hay đó. Nếu các bác có quan tâm đến cái kênh CCM Fast á, của anh Long á, thì anh ấy đang chạy một con Polo như thế này, và anh ấy đánh giá con này là một con hạng B mà có cái cảm giác lái tốt nhất. Không xét về giá nha, mình chỉ nói tới phân hạng thôi. Đây là thương hiệu của Đức mà. Con này là nồi đồng cối đá lắm, đâu có gì đâu hư. Nó cái dàn vỏ nó cứng khừ à. Cái này là các bác mà đến đại lý sẽ được các bạn sale bên Volkswagen quảng cáo là cái dàn đồng rất cứng, có thể kéo cái cửa này ra làm đủ kiểu, đập phá các thứ và nhảy đu lên cái cửa nhún nhảy mà nó không bị vấn đề gì. Đó là cách quảng cáo của các bạn sale của Volkswagen. Các bác quan tâm thì alo đến cái số trên tiêu đề nhé. 630 triệu. Màu đỏ. Con này có 4 cảm biến lùi nè, camera lùi là gắn thêm nè. Cái cản bên này là gắn thêm nha. Ốp này nè. Đấy, cái bô nhìn rất lực. Cái con xe này có chế độ thể thao đó, chuyển sang chế độ thể thao là cái bô nó nghe lực lắm. Cái này cũng là gắn thêm nè, đỏ đen. Có sấy cốp mở cơ nhé. Cốp cũng không to lắm đâu. Bánh sơ cua, bánh này là có hạ rồi nè, bánh sơ cua có hạ rồi, nhưng mà chắc mới 1-2 lần thôi chứ không nhiều đâu. Xe thì được dán thêm cách nhiệt hết rồi. Nội thất là màu đen nhé, ở đây bằng da, trên này là nhựa. Xe có 4 loa ở 4 cửa. Đây là không gian hàng ghế 2. Khoảng đầu là khá rộng đó. 3 tựa đầu có thể nâng hạ, 3 dây đai, 3 điểm. Ghế này là không thể trượt tới trượt lui đâu, ghế cố định nhé. Toàn bộ bọc da màu đen. Cũng không thể ngã ra đằng sau được nữa. Nhưng các bác có thể gập xuống dưới để thông với cái cốp luôn. Đây là 5 cửa rồi. Ừ. Tại vì cái dòng hatchback thì đằng cái cốp nó tính là cái cửa luôn, là thành 5 cửa đó các bác. Đấy, cái con này thì cứ đóng cửa bạch bạch thì không sợ chứ đó. Các bác ra đây là sẽ được quảng cáo là đu lên cái cửa này nhún nhảy thoải mái mà không bị sao này. Mà nhựa trên con xe này nó rất là ngon ha. Nó không có bị tình trạng ọp ẹp đâu. Nhựa và cái độ hoàn thiện nhựa trên cái dòng xe Volkswagen này tốt thật. Cái này là phải công nhận các bác. Đây không phải là một con xe mà dành cho số đông đâu. Nếu mà ai đam mê một cái chất xe của Volkswagen, chất thì của xe Đức, con xe có cảm giác lái, cảm giác vô lăng nó tốt, độ nhạy chân ga nó tốt trong phân khúc, thì các bác quan tâm đến con này. Đây, ghế da. Đây là anh Bin bạn của tôi bên Volkswagen Sài Gòn. Nếu các bác có đến Volkswagen Sài Gòn, có thể nhờ anh Bin tư vấn về kỹ thuật của xe ha. Đấy. Đây là vô lăng, con xe này được cái là vô lăng ngon nha các bác. Vô lăng nhìn rất là đẹp, bọc da hết nè. Nhìn những cái nhựa trên này, đẹp. Vô lăng cắt thể thao. Vô lăng có thể điều chỉnh 4 hướng.
Và theo đánh giá thì cái con xe này là có cái cảm giác vô lăng tốt nhất trong phân khúc ha. Tức là về độ chi tiết của nó đấy, nó không có lỏng lẻo như nhiều cái xe hạng B khác. Ủa cái phiên bản này nó không có ga tự động hả ta? Con này không có ga tự động cruise control nha, nhưng mà các bác mua cái con đời 2020 á thì sẽ có ga tự động cruise control nó tích hợp lên đây, nhưng con này không có. Đèn chỉnh cơ, gạt mưa chỉnh cơ, đây là cái màn hình tablo bằng cơ cả thôi. Analog 19.000, chưa tới 2 vạn nữa. Cái này thì nhựa cả thôi các bác à. Nhưng mà nhựa trên con này ngon. Màn hình này thì không phải màn hình zin nhé, màn hình này đã được đại lý người ta nâng cấp lên thành một cái màn hình Android, kích thước chắc cũng phải tầm 10 inch trở lên. Nó chạy Android cho nên nó sẽ không có kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto đâu. Thay vào đó thì các bác có thể xài Google Maps ha. Cái màn hình này các bác sẽ thấy nó có wifi trên này nè, nó có 4G luôn, tức là mình bỏ sim vô mình xài đó. Thì trên này mình sẽ có Google Chrome nè, đâu ta, cái có thể xem YouTube đồ, nghe nhạc đồ, nó như cái điện thoại, như một cái máy tính bảng. Cài đặt mạng ứng dụng hiển thị âm thanh vị trí đầy đủ. Con này thì xài chìa khóa cơ cắm vô nhé, điều hòa chỉnh cơ luôn, hộp số tự động 6 cấp, có chế độ thể thao nhé. Chuyển sang chế độ thể thao là cái bô nghe cũng sẽ khác đấy các bác. Phanh cơ, cái này trượt ra được vô được không ta? Cái này là độ lên không? Cái này độ. À, nguyên zin con này nó không có bệ tì tay nha, nhưng mà cái bệ này đã được đại lý người ta độ lên rồi. Cái này rất có lợi nha, đi xe có cái này lợi lắm. Accessory theo xe nha. Gương thì không có chống chói nha. À, trên này có kính. Đấy thế thôi, con xe này anh ấy kiểu vậy. Sát con này nặng tầm đâu tới đấy tấn mốt. Chạy 135. Một tấn 135 kg. Còn tiêu hao thì dưới 10 lít 100 cây nếu chạy phố, còn chạy đường trường, chạy tỉnh thì nó sẽ ít hơn. Đó, nếu các bác quan tâm thì có thể alo cái số trên tiêu đề nhá, 630 triệu, 630, 635 gì đấy, tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng tầm tầm con số đó, cho một con Polo chạy được 2 vạn, xe demo của đại lý đấy. Đấy, rồi tôi chấm dứt video tại đây nhé. Các bác quan tâm thì cái alo cái số trên tiêu đề đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi.